Hai cả nhà nha, lại là Hương xúc xích đây. Cái mẹ mày. Thì á, nãy giờ Hương với con bé Ngân nè đang ở ngoài nhà dì Tư á, thì cậu Bảy có nhắn tin cho Hương nói là ăn mừng cậu Bảy thi bằng lái đậu nha cả nhà. Mà có gửi hình hai con heo đó cả nhà. Vậy là mừng hai con heo ăn mừng luôn. Thấy ghê chưa? Mà bây giờ hả, từ từ mình hẳn vô. Bây giờ mà mình đi vô sớm á, thế nào là cậu Bảy cũng bắt mình đi mừng heo rồi. Mình đâu có ngu đâu, đẹp gái không minh không ngu. Ngồi ghế chưa? Ghế chưa? Bây giờ mình sẽ ngồi dình đợi cậu Bảy. Đợi cậu Bảy, khi nào cậu Bảy mừng xong cái mình đi vô cả nhà. Trời ơi, quá trời thông minh luôn. Đó, đang có trời quá trời người đang mừng heo luôn á cả nhà. Trời mà hả, có heo bằng lái đậu thôi mà ăn mừng lớn dữ. Dữ dằn à. Thì bà ra lần mới đậu được một lần mà. Quát đầu heo. Thì bà là cái đậu lần rồi. Ừ nha, mẹ nói tao quên luôn mày. Bởi vì tao nói trong gia phả cậu tao thông minh nhất mà. Đi vô mà, đi dùm dùm đi vô ngơi. Trời, hai con heo bự cho bá luôn đó nha. Ông này bởi vì chưa lớn thì chứ. Ông mà đợt này, ông mà thi rớt nữa chắc không có heo mà ăn đâu. Đậu lâu xong rồi, bây giờ mình sẵn đi vô đi không? Ha, hello. Trời ơi, cậu Bảy nay mừng heo ăn mừng thi bằng lái đậu luôn. Ghê vậy trời. Quẩy con heo trong năm con quay nha. Trời ơi. Bởi tao nói cậu Bảy mà thi rớt cái nữa là hả, đâu có ăn mừng đâu. What the hell? Mừng heo ăn mừng nha. Trời ơi, dữ vậy trời. Biết nha. Đâu ăn mừng. Còn hai con ăn mừng lớn. Trời ơi, có anh hai con nhà ngon rồi, tại anh hai con bận rồi. Bây giờ một hai con luôn rồi. Ủa? Hai con mà tám cái chân luôn hả? Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhá. Hai con luôn. Ờ, heo một con bốn chân nhà quá. Vậy ta, ủa còn con đâu cậu? Còn con chuẩn bị mừng luôn. Chuẩn bị mừng luôn hả? Ừ. Thử ta. Mày ba con. Thi bằng lái đậu luôn. Trời ơi. Ba vậy vậy bữa ba thi bằng lái giống cậu Bảy đi rồi kiếm hai con bò mừng luôn. Thôi đẹp. Ba mày lái chơi tạt thôi. Có mấy bài thôi. Trời ơi ngon ta. Con heo này con heo đực hay heo cái vậy? Hả? Heo đi đi. Tối thế thì chịu rồi. Đi đi hả? Phải lớn như thế, tại vì nếu mà mừng một con á, thì còn lại hai con nó buồn, còn ba con luôn. Để chấm tập nãy giờ không thứ thử rồi đó, không có mừng ba con. Hả, chị mừng ba con luôn hả? Còn hai con trước, còn con Tết mừng. À. Trời ơi, dữ dằn trời, đã ta. Dữ vậy sao? Để tí nữa con kêu Nguyên cái gia phả xuống ăn luôn. Mời ai chứ vào? Mời em đang viết thiệp. Ai viết thiệp hả? Ừ. Ủa ông ngoại đâu cậu? Ông ngoại đang đi mời khách rồi. Dạ. Ừ. Đã trời, trời ơi mừng ghê ta. Vui dạ. Ôi. Nếu mày phải đi thiệp đàng hoàng đó. Đi thiệp hả cậu? Được. Thì cũng được đó. Vui ghê luôn á. Bữa sau mừng thêm vài con nữa nha. Vui cha mày vui heo mày kẹp chơi kẹp mà khóc la sáng giờ mà mày xuống đây mày heo mà vui mày. Ủa gì bù kẹp không mày? Kẹp nó chết mẹ rồi. Ủa bù kẹp chết con heo hả? Chết luôn. Sao cậu Bảy gửi hai con heo cho con nói là mừng ăn mừng thi bằng lái đậu? Trời ơi sao nói trên trời dưới đất thì bây giờ sẵn heo mày lớn nhưng mà chết thì bằng ăn mừng luôn chứ sao? Trời đất ơi, làm con mừng con vui. Ai ngộn buộc kẹp chết mà. Mày lên mày coi bà khóc mửa quả không chảy gì. Cũng cậu không? Cũng mày không á. Thấy cũng cậu không á? Tao nói vậy mà không hiểu. Tao nói bằng heo ăn mừng. Mà heo kẹp chết là không chích chết là giờ bằng ăn mừng luôn chứ để làm gì. Nãy cậu thà con nói con buộc kẹp nó chết đi con xuống con chia buồn. Một tí nữa là tao bằng ăn mừng rồi tao mời đi là phải bỏ thèm nữa. Lỡ lỡ là tiền con heo. Bỏ cậu á cho ăn không quá trời. Vô kiếm bà ngoại đi.
Mày nói mày, mày nói bả mày mày nói hôm nay con xuống ăn mừng cái gì mà ngoại mời con xuống bả chửi người ta. Ngoại. Ngày già ngoại khi có mấy ông bạn mua cám heo ăn mà muốn mất chết trời ơi buồn quá. Vậy là buồn kẹp nó chết hai heo chết hả? Ừ. Cái chuồng chặt chậu á, mùa em ta lá canh tranh á rồi kẹp nằm đó chết. Mấy heo mấy cô kia, kia Hùng chị với bà 8, bà 5 gửi tiền cho ngoại Hùng mua mấy heo nuôi. Mà giờ nó mất hai con rồi. Tết này ngoại không có tiền ăn Tết nữa nè, rồi khổ. Trời ơi, con đâu biết đâu, nãy con xuống là hả, con tưởng tại là cậu Bảy gửi hình hai con heo qua, con tưởng là cậu Bảy kêu à mừng heo ăn mừng, con đâu biết đâu, con vui con nhảy đập đập con đi xuống nữa. Mà xong rồi nãy ông ngoại mới nói là hả hai con heo này bị bù kẹp chích. Trời ơi. Có hai con bự còn con nhỏ nữa, Tết mừng thì con mừng đi, mừng cậu Bảy thì đậu đó. Giờ con heo đó ngoại để nuôi để dành bán chứ mừng cái gì nữa. Thì còn con chứ hơi phả rong rau ăn gì ăn, ta hết tiền mua cám heo ăn rồi. Chắc phả đại ra đi. Mua lưới rộng vòng cho nở vòng thôi. Chứ ra ngoài đường sẽ đụng chết rồi. Thôi ngoại đừng buồn nha. Giờ hả hai con heo này hả nó cũng chết rồi biết sao giờ. Giờ con kiếm con đăng bài con lên Facebook con bán cho bà ngoại. Giờ bán vớt vát lại hả được bao nhiêu được sao chứ biết sao giờ được đồng hai hàng đó thôi mà đừng có khóc nha, khóc ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn lắm nha. Ủa ngoại, bộ nấu cháo gì ông ngoại? Đấy, nấu cháo cái này. Nấu cháo cái lòng hả? Ừ. À. Mày ăn không? Hả ăn. Mày ăn hên quá cái nồi cháo hồi sáng nấu để cho heo ăn mà nó chết rồi giờ không ai ăn mày ăn đi. Trời ơi trời. Đang nấu nồi cháo sẵn. Quá đã luôn. Giờ luộc cái này trước. Vậy à, tí nữa mà thương ăn cháo heo ha. Thôi, để con ăn cháo ông ngoại nấu. Ủa. Dạ. Bạn la cho nó. Bạn muốn đi bạn la. Muốn. Cầm về cái này không phải cho mà. Thôi. Công mừng là bớt cho 5.000 một ký. Má nói sạn ra má lại tiến cộng mạch 600. Nãy mày nói ai dặn tới bây giờ hả? À. Nói gì đó làm đi bà nội tôi hay gì tao làm sẵn cho ăn. Vậy là bán cho tao về tự tao làm đúng không? Ừ. Tao mạch tiên nó mày đi làm chết mày. Em bây giờ em phải khò mấy cái chân cho người ta nè. Rồi anh em mình nhậu cái bộ đồ lòng gần chỗ cái thú linh là được rồi. Anh hai có bị nghiến răng không? Có ngủ nghiến răng không? Có gì vậy? Có nghiến răng vậy là làm bộ hả cài đó, hả cài. Làm cái bộ súng đạn. Hả cài. Cái bộ súng đạn là gì cậu? Cái bình. Là súng đạn á. Hả cái bình. Là súng đạn hả? Cái bình gì? Hả cái bình. Cho mấy ảnh phần em rắm. Không, mình nói gì nói chứ mình lấy về mình trả tiền nha ba. Mình chứ không trả tiền ai cho lấy. Trời ơi, nãy lên thấy ngoại buồn khiêu cậu ơi. Tí nữa mày mua cho ba mày hai cái bím heo để cho ông ăn cho hết nghiến răng kìa. Trời ơi, tán chuyện luôn. Nói chuyện nghiến răng hay lắm á. Cậu vậy hồi xưa cậu có bị dính răng không? Không, cậu không bị mà cậu nghe nói vậy đó. Ai? Cái gì tao nghe là tao nhớ, tao chỉ lại cho. Trời ơi. Cái gì? Dính răng. Chứ không phải bím heo hả? Chùi quá hai con heo cái vừa. Trời ơi. Hả? Tao lo ổng trồ búa luôn. Hả?
hỏi ở ngoài còn con ra coi bùa kẹp chết chưa. Trời ơi, tới con chuyện luôn ba ơi. Chết hai con là dữ lắm rồi. Cái hai con bà ngoại khóc quá trời. Còn con đó để dành Tết. Tết là bùa kẹp không chết thì mình cũng chết nó rồi. Không thôi, Tết bà ngoại bà không chịu mừng mình ra kêu gọi bùa kẹp nó chết rồi. Còn con đó con heo được cái này tới từ đây tới Tết là cái bộ súng đạn của nó là cũng được lắm rồi đó, anh ăn là rồi đó. Cái mày. Được. Hai con cái một con được. Cái không. Hai con cái chết rồi còn con được. Giờ cái Tết là cái bộ súng đạn nó cỡ này nè. Đầu là anh hai ăn là hỏi miếng răng. Ủa là hai chê tối miếng răng quá. Còn cái giò nó xong rồi đó. Không biết có cái bà bầu nào mà đặt 4 cái giò nè. Được hết 8 cái rồi. Ủa mà tính giò heo, tính đây giò heo có thích ăn đó thì sao mình không để lại cho con ăn mà đi bán vậy? Giò heo là ta để dành cho đàn bà có con á, ta ăn có sữa con bú á. Ủa vậy hả? Mày có con chưa mà lại ăn? Chưa mà con cũng phải ăn giò heo lắm. Mày ăn rồi, mày ăn giò heo rồi lỡ mày chưa có con mà mày có sữa rồi sao? Cậu Bảy chắc là cậu Bảy hôm qua hả con á? Mặc áo cộng cộng xíu cái bà kia hỏi bé ơi bé bầu mấy tháng rồi bé, trời đất ơi không biết trả lời sao luôn. Giống. Mặc đồ cộng cộng cái xong ngồi xuống phùng phùng cái kêu bé bầu mấy tháng rồi. Đừng dám bà nói có thiệt á, bữa mày là tao thấy mày bùa đó. Trời ơi trời, thấy giò ở đây giờ chưa chồng chưa con gì hết trơn á. Chưa chồng chưa con biết đâu lấy bậy sao. Trời ơi. Con mà vậy chắc cậu mừng hết ba con em. Mày để tao ăn mừng luôn á, tao mừng ăn mừng. Hay cả nhà ha. Thì cả nhà đừng có la thương hay gì nha. Thì sáng cậu Bảy nhắn tin là hả ăn mừng thi bằng lái đậu. Thì có gửi hai con heo qua. Thì Thương cứ nghĩ là mừng hai con heo này để đi ăn mừng. Mà Thương đâu có biết là hai heo này bị bùa kẹp chích đâu cả nhà. Cho nên là cả nhà thông cảm cho Thương nha. Mày thấy tao khôn không? Đáng lý là tao thi đậu là tao về tao ăn mừng liền. Dạ. Mà tao nán lại mấy bữa. Chờ. Với lại là chờ thằng Bin về. Nhưng mà sẵn cái dịp này là heo của ngoại chết là tao lấy ra ăn mừng đỡ tốn tiền. Wow. Trời ơi, bởi ra da phải cậu thông minh nhất. Mà tí tao được mời thiệp nữa. Có tiền riêng nữa. Trời ơi. Tính ra là cậu không có tốn tiền đồ ăn, đồ các kiểu mà cậu lại được nhận tiền nữa. Quá khôn luôn. Thôi giờ thì Thương xin hẹn gặp lại cả nhà nha. Giờ Thương sẽ đi đăng bài bán heo để lấy lại vốn cho ông bà ngoại. Nhưng mà chắc lấy lại vốn không được rồi. Bán được đồng nào hay đồng đó thôi. Dạ.